Why do I try? Thứ nhất là ra sinh hoạt tại đại của thành phố
Hiệp An năm nay đông dữ ta. Văn bản pháp luật của nhà nước từ ngày thành lập đến nay, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã từng bước xây dựng hệ văn năm nay trong hệ thống chính trị, động viên nhân dân xây dựng phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh trật tự, đời sống nhân dân ổn định và phát triển đáng kể. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đầu tiên, từ đầu năm 2023, các hành chỉ đạo của thành phố, tỉnh Nghệ An đã thành lập công tác ở trại phường Chấn Mỹ. Đây. Anh em của phường Chấn Mỹ bên đây là của phường Chấn Nghĩa. Đây toàn bộ thanh niên ví dụ của phường Chánh Nghĩa. Thì cái bên là phường Phú Mỹ. Đây, thanh niên của Phú Mỹ. Cái Phú Mỹ là phường Phú Lợi. Nên phường Phú Lợi. Kế bên Phú Lợi là Phú Cường. Tiếp theo là Hưng Đạo của Phú Cường. Đây, anh Liên của Phú Cường. Kế bên Phú Cường là sẽ là phường Phú Hòa, triệu tại Trần Văn Ơn. Đang dán em thanh niên cũng tiễn nhanh nè. Các bên phường Phú Hòa sẽ là tiểu trại phường Phú Thọ. Nguyễn Thị Minh Khai, tiểu sự Nguyễn Thị Minh Khai. Tiểu trại Nguyễn Thị Minh Khai của phường Phú Thọ. Danh sách liên của phường Phú Thọ. Sẽ qua tiểu trại phường Tân An, Trần Bình Trọng, này tóm tắt lịch sử Trần Bình Trọng.
kế bên hiện tại phường Tân An đó là phường Phú Tân. Đây phường Phú Tân đến từ trọng phường Phú Tân. Kế bên phường Phú Tân sẽ là phường Định Hòa, tiểu trại Hồ Văn Mến. Bên này là tiểu trại Tân Bình Hiệp, phường Tân Bình Hiệp, Bùi Ngọc Thu. Đây là thanh niên của phường Tân Bình Hiệp. Thanh niên Tân Hiệp năm nay đi đông. Kế bên Tân Bình Hiệp là phường Hòa Phú, trụ tại Trần Quốc Toản. Đây là thanh niên phường Hòa Phú. Kế bên Hòa Phú sẽ là phường Hiệp An với tiểu trại Quỳnh Văn Cừu. Đây là thanh niên phường Hiệp An. Mình sẽ qua bên phường Hiệp An nha anh em. Phường Hiệp An giới thiệu tại tên Nguyễn Trung Trực. Đây là những các thanh niên. Bên này là Liệt sĩ anh hùng, Liệt sĩ Đoàn Thị Liên. Đây hình ảnh. Đây là công an thành phố Thủ Dầu Một, tiểu trại Đoàn Thị Liên. Là danh sách thanh niên thì nghĩa vụ công an. Và bên này là tối này mình sẽ thắp nến rồi hội trại rồi ở bên này nha anh em. Đây, đây, đây là hội trại.